Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Ngon Việt Nam, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm series về những thiết bị chiếu sáng của Yulanji. Và lần này thì chính là một chiếc đèn đổi màu. Nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì bây giờ hãy cùng mình đi khám phá thử xem chiếc đèn đổi màu này nó sẽ như thế nào nhé. Chính là một chiếc đèn đổi màu của Yulanji R66 RGB. Thì một cho bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một khâu chua, một cắp sạc Type-C và một filter. Thì bây giờ thì mình sẽ setup thử cái chiếc đèn này lên trước chân tripod để các bạn có thể thấy rõ hơn nhé. Trên đây là một số thông tin cơ bản về chiếc đèn của Yulanji R66 RGB. Hiện tại thì sản phẩm đang còn sống tại King Kong Việt Nam, các bạn có thể tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong sản phẩm tiếp theo. Bye!